Linh hải cảnh đó đã là một tầng thứ khác của tinh thần lực rồi. Tác dụng của tinh thần lực ở trong hồn đạo khoa học kỹ thuật hiện đại cùng với đấu khải xưa càng lúc càng lớn. Tinh thần lực lượng đạt đến trình độ của Như Lam Hiền Vũ đã làm cho Lữ Thiên Tầm không thể không khẩn trương lên. Khảo hạch chấm dứt, Trần Nghệ Lỗi sờ đi cùng với viện trưởng trường khải khách. Quý Hồng Bân lúc này gọi Lam Hiền Vũ tới trước mặt của mình trước tiên. Tôi có ngươi là có chuyện gì? Quý Hồng Bân lúc này nghiêm túc hỏi. Lúc này Ngân Thiên Phạm cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn dạy học đối với Lam Hiền Vũ tuyệt đối có thể dùng hà khắc để hình dung. Thế nên lúc trước Quý Hồng Bân mới cho rằng hắn đang đốt cháy xe đoán. Đó vẫn là giữa tình huống Lam Hiền Vũ báo cáo tuổi lớn hơn một tuổi so với tuổi thật mà phải vậy rồi. Xưa nay các học viện có được hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, lên cốt linh khảo thí tuyệt đối sẽ không sai. Nói một cách khác, Lam Hiền Vũ thật sự còn chưa tới 11 tuổi. Không đến 11 tuổi đã điều khiển được chiến cơ không gian phá hủy hai đài cơ giáp. Đây cũng quá làm cho người ta giật mình. Lam Hiền Vũ có một chút lúng túng gãi đầu rồi nói, hình như lúc trước ba ta báo danh cho ta như vậy đấy, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế thì đúng là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quý Hồng Bân lúc này cau mày nói, như vậy thì hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, năm nay ngươi có thể không cần tiếp tục tham dự tuyển chọn, đợi sang năm lại đến, sẽ có thêm một năm thời gian chuẩn bị, khẳng định phần nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Thứ hai là có thể thử ngay, năm nay ta đề nghị ngươi vẫn nên thử, cho dù không khảo thí được thì sang năm cũng vẫn còn có cơ hội, nhưng lại gia tăng lên kinh nghiệm rất nhiều. Tuổi của Lam Hiền Vũ đột nhiên nhỏ hơn một chút, việc này không có nghĩa quá lớn với Ngân Thiên Phàm, nhưng mà đối với Quý Hồng Bấn thì có thể coi như là một đại kinh hỉ rồi. Lam Hiền Vũ nói, vậy ta sẽ tham gia. Quý Hồng Bân khẽ gật đầu rồi nói, đi, tiếp tục huấn luyện. Nói xong hắn cũng không thèm nhìn Ngân Thiên Phàm bên cạnh, cứ như vậy mà kéo Lam Hiền Vũ đi. Mà lần này, Ngân Thiên Phàm lại không có bất kỳ và chạm ý nghĩa gì muốn ngăn trở. Nhỏ hơn một tuổi, hoàn toàn có cơ hội, hắn đã tuyệt đối không sốt ruột rồi. Nếu Lam Hiền Vũ lại theo hắn học tập một năm nữa, thì không biết hắn còn có thể trở thành mạnh mẽ như thế nào đây. Sinh hoạt tiếp theo của Lam Hiền Vũ rồi về phía nước sôi lửa bóng, 3 ngày chỉ trước mắt là tới. Sau đó những đệ tử lớp thiếu niên năng động của Thiên La Học Viện phải gặp chính là hải tuyển chọn bao trùm toàn bộ Thiên La Tinh. Quý Hồng Bân đứng ở trên bục giảng, trầm tĩnh mà nhìn các học viên phía dưới. Đầu tiên là lão sư, nên là muốn chúc mừng các ngươi đã thông qua được đo đạc ban đầu. Ta nghĩ trong các ngươi đã có một chút đồng học cũng đã đoán được khảo hạch lần này là muốn làm cái gì. Không sai, lớp thiếu niên làng động được xây lên chính là vì cái này. Hẳn là các ngươi đã ý thức tới. Sau khi các ngươi tới thì học viện cũng đã không còn lại tuyển nhận lớp thiếu niên làng động. Đây là bởi vì tài nguyên cần tiêu hao cho lớp thiếu niên làng động thật sự là nhiều lắm. Nếu như không thể nào lấy được thành tích, như vậy thì học viện cũng đảm đương không nổi loại tiêu hao này nữa. Khảo hạch tiếp theo sẽ sự kỳ trọng yếu, cho dù là đối với học viện hay là chính các người cũng vậy. Cho nên những lời tiếp theo của ta nói cho các người đều phải nhớ kỹ, thậm chí ta còn không thể nói cho các người biết mục đích của lần khảo hạch này trước khi các người thông qua đo đạc sơ bộ. Từ khi các người tiến vào lớp thiếu niên lăng động đến giờ đã gần 4 năm, các người đã thành thiếu niên từ những hài đồng tử mới ra đời. Cố gắng của các người các sư phụ đều thấy rõ, mà trước tiên của các người cũng chính là trở thành một đời nhân kiệt, trở thành người nổi bật ở trong đám bạn cùng tuổi. Không sai, Thiên La Học Viện là học viện đứng đầu Thiên La Tinh, ở chỗ các người có thể học được rất nhiều, nhưng cho dù là tương lai các người có thuận lợi tốt nghiệp từ nơi này, thì các người cũng chỉ là một người khôi xảo của Thiên La Tinh mà không phải là người nổi bật của toàn bộ liên bang, chưa nói chi là tồn tại cực hạn chính thức. Nếu chỉ là vì thế cũng không cần lập lớp thiếu niên lăng đống, các người cứ học tập theo quỹ tích cũ cũng có thể phát triển. Sở dĩ học viện xây dựng lên lớp thiếu niên lăng đống là vì cho các người một cơ hội chân chính tiến vào trong cái đỉnh cung điện kia. Nói đến đây, dưới như là trên mặt Quý Hồng Bần lúc này đã nhiều thêm vài phần hào quang thánh khiết. Hắn dừng lại một lát sau đó mới chậm giọng nói, có một cái tên này ta khẳng định các người đều đã nghe nói qua, đó là một tồn tại làm uy chấn liên bang 3 vạn năm nay, đó là nơi mà mỗi một gã hồn sơ đều hướng tới, đó là Sử Lai Khắc. 3 chữ Sử Lai Khắc vừa ra, lớp thiếu niên năng động đã biến thành một mảnh xôn xao. Tuyệt đại đa số đệ tử đều không rõ ràng lắm về mục đích khảo hạch. Thế nhưng mà Sử Lai Khắc học viện thì có người nào không biết đấy. 3 vạn năm trước, khi mà Sử Lai Khắc học viện vừa mới thành lập thì chỉ có 7 học viên. Tại thời điểm đó, Sử Lai Khắc học viện có một khẩu hiệu, chỉ lấy quái vật không thua người bình thường, lấy việc bồi dưỡng tinh anh làm nhiệm vụ của mình, mà 7 học viên đó đã thành tuyển truyền thuyết 3 vạn năm qua, là Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất. Theo như truyền thuyết thì toàn bộ thất quá Sử Lai Khắc đời thứ nhất đều đã tu luyện đến cấp độ thần, nhất là Hải Thần Đường 8, chính ngài đã một tay gây dựng lại đường môn, cũng đã là tổng môn mạnh nhất, cốt truyền thừa 3 vạn năm.
Cái tên này có thể nói là cực kỳ nổi tiếng, cũng là thánh điện trong suy nghĩ của tất cả hồn sứ, là một tồn tại chân chính có thể sánh vai cùng với chính phủ liên bang. Tự ý nào đó mà nói, thậm chí nó còn ở trên cả chính phủ liên bang. Bỗng nhiên nghe được cái tên này, tất cả đệ tử lớp thiếu niên lăng động đều trở lên trên kích động. Dù những người đã đoán được Lữ Thiên Tâm hay là làm hiền vũ cũng phải có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là phí, lực lượng gây xung động cái tên này thật sự quá mạnh mẽ. Truyền thuyết về sự lệ các ai cũng đã nghe nói qua nhiều rồi. Trong đó thì những truyền thuyết về cấp độ thần không biết đã xuất hiện ra bao nhiêu lần nữa. Các ngươi giật mình là bình thường. Lần này các ngươi sẽ phải tham gia khảo hạch tới từ trong sử lệ các học viện. Cũng chỉ có sử lệ các học viện mới có thể yêu cầu dưới 12 tuổi đạt trên 20 cấp ở trong khảo sát ban đầu. 13 tuổi đạt đến 30 cấp, cái này chính là một cơ hội lại gần lời thánh địa đó nhất của các ngươi. Bỏ qua cơ hội lần này thì rất nhiều người ở trong các ngươi sẽ bị quá tuổi, lúc đó cũng không còn có cơ hội tiến vào sửa lại các học viện nữa rồi. Sau khi nghe Quý Hồng Bân nói như vậy, 24 tên đệ tử lớp thiếu niên năng động lại càng rung động. Quả thực đã là bọn hắn khó có thể nghĩ tới. Thì ra lớp thiếu niên năng động được thành lập là vì khảo thí vào sửa lại các học viện, mà giờ này khắc này, thứ bọn hắn sẽ phải đối mặt chính là khảo hoặc chiếm sinh của các sử lệ khác. Ngày bình thường, mỗi người đều oán thán với những huấn luyện gian khổ, nhưng đến tận sau đó bọn họ mới ước mơ gì đó. Trước kia mình có thể cố gắng hơn một ít. Quý Hồng Bân đưa tay ra hiệu cho mọi người an tĩnh lại. Khảo thí vào sử lệ khác còn khó hơn ở trong tưởng tượng của các người rất nhiều. Hàng năm sử lệ các học viện đều chiêu sinh một lần, hơn nữa là chiêu sinh toàn bộ liên bang. Nói một cách khác, bất kỳ học viện nào trên toàn bộ những tinh cầu của việc liên bang đều có tư cách báo danh và cũng đều có khả năng thi đậu. Các người biết rằng hàng năm có bao nhiêu hồn sư vừa độ tuổi trên toàn liên bang không? Ta cho các người biết, ít nhất cũng có 100 vạn. Người phù hợp với khảo sát ban đầu rất có thể sẽ vượt qua 10 vạn, mà số lượng người sử lại các học viện nhận vào hàng năm là bao nhiêu đây? Quý Hồng Bân lúc này duỗi ra ba ngón tay, 30 người, giống số người ở trong lớp thiếu niên lăng động các người, chỉ có 30 người, 10 vạn người lại chỉ nhận có 30 người, đó là cái xác suất gì vậy? Tất cả đệ tử lớp thiếu niên lăng động không khỏi hít sâu một hơi. Cho nên khảo hạch tiếp theo các người phải tham gia chính là cạnh tranh cùng với 10 vạn người, mà số người phù hợp điều kiện khảo hạch của tại Thiên La Tinh chúng ta cũng có tới mấy nghìn người. Muốn đứng đầu danh sách mấy nghìn người này không phải một chuyện dễ dàng, nên việc các người cần phải làm sao tiến vào trong danh sách 100 người đứng đầu ở trong hải tuyển tại Thiên La Tinh. Chỉ có tiến vào danh sách 100 người này mới có tư cách tham gia khảo hạch sau đó, mà khảo hạch sau đó sẽ tiến hành ở Đấu La Tinh, cũng chính là tổng bộ của liên bang, bởi vì sửa lại các học viện là ở đó. Có lẽ các người sẽ muốn hỏi, học viện hao phí tài nguyên lớn như vậy mới bồi dưỡng được các người, tại sao lại muốn đưa bọn người tới sửa lại các học viện? Hiện tại ta cũng có thể nói cho các người biết vì cái gì. Thứ nhất, khảo hạch của sửa lại các học viện chính là sự rèn luyện tốt nhất đối với các người. Những ai thất bại cũng sẽ học được rất nhiều thứ, tương lai các người cũng sẽ là nhân tài cực ưu tú của Thiên La học viện chúng ta. Thứ hai, nếu trong các người thật sự có người có thể thi vào sửa lại các học viện, trở thành đệ tử chính thức của sửa lại khác, như vậy thì Thiên La học viện sẽ đạt được bàn thưởng đến từ sử lệ khác. Cứ có một học viên thi vào, Thiên La học viện sẽ đạt được một cái danh ngạch bồi dưỡng giáo sư, và thời gian bồi dưỡng là 1 năm. Việc này có ích lợi và ý nghĩa cực lớn với học viện chúng ta. Cho nên vô luận là học viện đối với các ngươi hay là do chính các ngươi đối với bản thân mình, đều phải đưa ra một cái yêu cầu vô cùng hà khắc, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào mà phóng xuất ra hào quang rực rỡ nhất của mình, làm hết mọi khả năng để đạt được thứ hạng nhất. Lần này mà không thành công thì các người sẽ còn có cơ hội bước lên đỉnh phong của đời người, sẽ có một con đường thông thiên, coi như là thất bại cũng không phải hối hận, bởi vì nó mà đã cho các người những kinh nghiệm đáng giá nhất. Nghe rõ cả rồi chứ? Nghe rõ, tất cả đệ tử đều hô lên. Bên người của làm hiền vũ, Lưu Phong của mấy tiền lối đã kích động mà khẽ run người. Bọn hắn nào dám nghĩ tới cơ hội một ngày mình lại có thể tham gia vào khảo hạch chiêu sinh của sử lệ khác, mà bây giờ cơ hội này đã bày tới trước mắt, làm sao bọn hắn có thể không kích động đấy, sao có thể không hưng phấn đấy. So với hai người bọn hắn thì làm hiền vũ bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao hắn cũng đã sớm đoán được, khi mà Quý Hồng Bân nói bọn hắn sẽ khảo thí vào sử lệ khác, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn chính là bóng dáng nhỏ nhắn có mái tóc dài màu xanh đậm kia. Nàng cũng muốn khảo thí vào sử lệ khác sao? Có vẻ như nàng còn mạnh hơn bất cứ người nào trong lớp của mình, nhưng mà muốn thi đậu vào sử lệ khác cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Quý lão sư, vậy phương thức khảo hạch là cái gì? Lữ Thiên Tầm hỏi. Quý Hồng Bân nói, hiện tại còn chưa rõ ràng về phương thức khảo hạch hải tuyển chọn, bởi vì khảo hạch mỗi năm của sử lại các học viện đều không giống nhau. Thứ duy nhất ta có thể nói cho các người biết là cái này sẽ là khảo hạch đồng tổng hợp. Sử lại các học viện yêu cầu phải là 3 người một tổ tham gia khảo hạch. Đây cũng là vì lý do vì sao sau khi các người gia nhập lớp thiếu liên làng đông, vẫn luôn luôn tổ luyện theo tổ 3 người. Lữ Thiên Tầm sững sờ, có chút vội vàng nói, 3 người một tổ có nghĩa thi đậu chính là 3 người cùng thi đậu.